Nào đủ dược đánh nhau, nghe tiếng tốc hành rồi nha. Kai ra lên bảng đếm số với điểm hòa cùng cho Victor, nhưng Dujovic phi thần áp sát rồi mau Kai qua lại cho luôn, tạo tiền đẹp tình huống cần bốn đến từ Lưu Bài. Q2 dứt điểm Victor đầu tiên này, tiếp tục là tối hậu thư đóng vào, tối hậu thư ngược lại từ Silas, nhưng tiếp tục là Q2 hàng không thành công thêm Silas đơn cú double kill phá cần 4 và con triple kill dành cho Lưu Bài. Có phải là Quara kill hay không đây, lấy nội tại và còn ai trong là chắc chắn không đủ đam, nhưng Q2 dứt điểm không có Quara kill và nó chỉ có triple kill ghi Manili KS. Chắc chắn là cần 4 được. Lỗi anh em, chào mừng em quay trở lại với Sàn Hoàng Sama và cùng mình đồng hành với một dàn rất là quen thuộc của Camille trong tay Lưu Bài, một con bài được tăng sức mạnh ở rất là mạnh ở phiên bản 14.8 và hứa hẹn sẽ xuất hiện tại MSI, và để xem là sức mạnh của Camille 14.8 trong tay Lưu Bài nó sẽ là như thế nào anh em nhé. Cao đấu cùng trận tướng Aatrox ở bên phía bên kia, bọn Aatrox chinh phục tốc biến thiêu đốt, còn với Lưu Bài thì là dịch chuyển thiêu đốt của một con Camille quyền năng. Quyền năng bất diệt có giáp cốt đến từ Lưu Bài này. Có Big Q luôn. Năng cao là Big Q và thấu thị rồi. Dujovic phi thân vào này, lấy nội tại cũng như là kích quyền năng. Nâng e đắp ở cấp độ 2 và chơi hit rất lời đến từ Lưu Bài. Cú đá choáng và sau đó là kích nội tại và thêm cả W nữa. Ở 14.8 thì Camille được tăng sức mạnh ở cả chiêu Q và chiêu W nha. Giá rất chuẩn xác, được giảm cooldown cũng như là cái sát thương của cái đá quét chiến thuật cũng được gia tăng theo lượng máu tối đa rồi. Nếu có Q3 thẳng tâm nhưng mà đá Q quyền năng rất đau đến từ Lưu Bài và máu quá thấp đến từ Aatrox rồi. Máu này không về là chắc chắn ai trụ, có thiêu đốt đến từ Lưu Bài luôn. Sẵn sàng Dujovic phi thân. Lấy nhẹ cái Q2 này, Dujovic phi thân vào. Đơn giản là solo kill dưới chân trụ thôi. Như đã đề cập thì cái lượng máu đó của Aatrox thì ăn một đá là đi. Bắt choáng thành công và Dujovic phi thân mà mất nguyên một quê lính có xe to rồi. Aatrox không có dịch chuyển. Giá van lên này, W làm chậm trước này. Dujovic phi thân quay lại này, lấy nội tại đã. Một giây hồn nội tại. Có nội tại đẩy thiêu đốt vào và PK luôn à. Combo fail đến từ Giá van rồi. 6 giây hồi Dujovic phi thân nhưng máu hơi thấp đến từ Lưu Bài. Đánh tay và tiếp tục sẽ là một cú đánh tay quy không. Rồi không kịp rồi. Và có thành hưng động đến từ Lưu Bài. W chúng cả lính cả người. Cú Q2 lấy giáp cốt thôi. Có Dujovic phi thân. Dujovic phi thân này. Đá Q1 tránh W, đá Q2. Di chuyển vào bụi thôi, cho không đỡ nổi kèo này rồi anh em mới bỏ lính đánh người. Bỏ lính đánh người là có thật luôn. Đá nhẹ Q2 dứt điểm. Solo kill lần 2 giây Lưu Bài. Bỏ lính đánh người luôn ạ. Quá khó cho bạn ấy cho bên kia rồi. Có nội tại là trong cái khả năng chơi hit của con Camille ở tình huống cấp độ 5 nó chính xác cấp độ 4 nó là rất gắt. Và Lưu Bài có được pha solo kill lần 2 ở ván đấu này. Đẩy quay và sát trụ thôi. Đẩy ngược quay thì sẽ phải có tình huống đẩy quay sát trụ. Rồi Q1E điều E không tốt để tới Aatrox rồi. Có W giật ngược lại. Mất cái giáp cốt thôi. Dujovic phi thân. Đá nhẹ Q2 có nội tại giảm sát thương trụ. Chơi hit rất mượt nha. Có nội tại là Aatrox đánh không lại luôn. Q2, Q3 thì dùng tối hậu thư tránh cho mình tình huống Q3. Một cú W. Hết mana, hết mana, hết mana, hết mana. 2 giây, 1 giây có nội tại. Dujovic phi thân đánh tay nội tại rồi, dứt điểm. Thở kiểu gì đấy? Tính đủ mana luôn ạ. Đợi đủ 90 mana luôn với tình huống Dujovic phi thân và sau đó là đá nhẹ với Q1 với nội tại dứt điểm luôn. À quỷ thế nhở, 3 pha solo kill liên tục đến từ Lưu Bài rồi. Anh ta chỉ chết khi mà con Javan lên thôi ở một tình huống quá thấp máu. Q1 này, W, Q2. Tránh thành công được tình huống Q3 với Dujovic phi thân dính W. Di chuyển ra tránh W2 đánh tay liên tục, Q2 thiêu đốt. Chịu rồi. Chịu thực sự luôn rồi. Quỳ luôn rồi. Rất nhẹ nhàng với pha solo kill khi mà Camille có quá nhiều thứ để bạn tránh như cái tình huống quỷ kiếm Naki. Khi có chiêu cuối có thể dùng tối hậu thư để tránh Q3, Q2. Dujovic phi thân để tránh Q3, W. Xử lý quá mượt đấy từ Lưu Bài và 10 giây hồi tối hậu thư. Giáp trụ đầu tiên. Đá Q2 vào nội tại không? Rồi đá Q2 nội tại giật ra. Dính Q2. Q3 không vào tâm rồi.
Tiếp tục là ăn một cú Q2 nữa, chắc bật chiều cuối đẩy thiêu đốt vào luôn. Nhưng W làm chậm, rất khó chịu với từ Levi. Dujibok phi thân. Rồi, có chiêu cuối nha, có chiêu cuối nha. Cắm mắt vào bụi luôn, Q2. Đóng cái chiêu cuối vào thì đúng là chịu. 5 pha solo kill liên tục đến từ Liu Bai và cho bên phía bên kia đúng là phải thở oxy rồi. Quá ngộp. Chênh lệch cấp độ, chênh lệch về mặt trang bị khiến cho Liu Bai không cho đối thủ chơi game. 9 phút tạm hợp. Kèo này con đấy chóc để con mưu 9 phút tam hợp thì nó bỏ lính đánh người là rõ rồi. EQ2 bóc giáp cốt, đấy là có giáp cốt nha anh em nhá. Một cú EQ2 có giáp cốt vào rơi khoảng tầm 300 máu chóc bốc hơi. Cú giao thức chuẩn xác nó còn là quá chi, quá đầu. 334 sát thương chuẩn vào lính. Giờ đám cứ nhẹ một cái Q2 là 300 máu mà. Ờ đánh Q1 trước này. EQ2. Tiếp tục là Q1 W đánh tay Q2. Chịu rồi. Đánh này đúng chịu rồi. Đánh này sao đỡ. Giáp trụ thứ 3 dành cho Liu Bai ở khu vực đứng trên với một khả năng hủy diệt kèo đấu, phải nói là quá khủng khiếp của anh ta. Cứ vào chấp chủ rồi, đá Q1 xong EQ2 xong kiểu hai nhịp Q2 là con ấy chóc mù luôn. Giáp trụ thứ 4 và ra trụ bộ toàn bản đồ luôn dành cho cơ miêu của Liu Bai. Khả năng hủy diệt kèo đấu phải nói là quá kích dị. Chụp một toa bản đồ luôn với 5 stack trụ cánh trên. 1920k tiền mấm bê về nhà. Dìu vãng xa đủ 2 chuẩn bị được hình thành đến từ con cơ miêu này rồi. Nào tê lê xuống bot. Ôi nhiều chuối thế. Xuống núi đến từ Liu Bai. Chạy nhanh đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Một choáng một người. Tiếp tục là đá nhẹ Q2 double kill. Ai à, bảo là chạy ngay đi mà. Nó con cơ mưu mà tầm 12-13 phút nó xách một đồ rưỡi xuống nó đá bạn thì không thể nào chạy nổi. Con tướng cơ động đam to. Không đỡ nổi rồi, không thể đỡ nổi rồi. Sát thứ 8 dành cho Liu Bai ở ván đấu này và anh ta chuẩn bị lên dìu mãng xa ở khoảng tầm phút thứ 13. 13-14 gì đấy. Victor chạy đâu, đu dưới bóc phi thân thì đúng là không thể chạy nổi. Victor đi rồi, SPU đi sau thôi, đụng dưới bóc phi thân, bắt choáng thành công. Đá một cái Q1 với trông máu, con SPU nó tụt kìa, Mao Kai là người có được điểm hạ gục. Quyền lực thiên nhiên đẩy vào, W không có làm chậm nha, không có làm chậm trong pha vừa rồi. Ê, chóc chạy được một cú tốc biến, còn con Silas này thì trốn bắt đi đâu đấy bạn. Sát thứ 9 với Legendary dành cho cơ mưu của Liu Bai. Và đây sẽ tiếp tục làm tình huống và tìm, đụng dưới bóc phi thân. Hơi đang tiếp tình huống mà 0,5 giây với cú bấm bay về nhà của Aatrox. 2k tiền rồi anh em ơi, đủ dìu mãng xa rồi. Một cái giày Ionia dành cho con cơ mi của Liu Bai ở thời điểm phút thứ 14-15. Cần đồ là dư sức, có thử sức luôn không? Đang có EQ2 này. Nào EQ2 không có choáng. Vẫn là nửa cây Victor. Đóng nhẹ cái tối hậu thư, tiếp tục đá một Q2 nữa. Dứt điểm thành công Victor với tình huống nhấn dìu mãng xa. Nhưng sát thương của trụ. Chấp hai cân trụ hơi khó, bên kia là hai sát thương. Liu Bai bị shut down 1k bởi Espril. Boost Direct ở trang bị thứ 3. Nào đứng giữa là 3 người. Có Maokai, đẩy quyền lực thiên nhiên vào. Dujibok thiên bắt choáng thành công. Silas không thở nổi rồi, đá quá đầu đến từ Liu Bai. Dùng tối hậu thư để tránh cái quyền lực thiên nhiên đẩy ngược lại đến từ Silas. Và đó là mạng thứ 11. Game thực sự đang quá khó cho team 2 rồi. Bởi vì là ở đường cánh đang có một con cơ mưu rất mạnh, không thể 1-1 được với con cơ mưu này. Và chưa kể nó còn đi gank nữa. Không coi trụ ra cái gì đâu các bạn ơi. Nó đá xong cái trụ 1 là đến người á. Về thôi. Team 2 về thôi, ăn giáo nằm xuống đến từ Aatrox rồi. Và Dujibok phi thân sẵn sàng với tình huống băng trụ. Xuống lấy cái trụ 2 đường dưới. Đồ thứ 3 đến từ Liu Bai như mình đã đề cập thì sẽ là một cái Mavos Direct.
Đá Q2 sát thương chuẩn. Lấy trụ rất nhanh đến từ Lưu Bai với 2k tiền. Một cái móng Verse Direct ở thời điểm phút thứ 18 dành cho con cơ mưu này. Trời ơi. Nào đủ giờ có đánh nhau. Nghe tiếng tốc hành rồi nha. Kai ra lên bảng đếm số với điểm hòa cùng cho Victor. Nhưng Dujovic phi thần áp sát rồi Maokai qua lại cho luôn. Tạo thiệt đẹp. Tình huống cần 4 đến từ Lưu Bai. Q2 dứt điểm Victor đầu tiên này. Tiếp tục là tối hậu thư đóng vào. Tối hậu thư ngược lại từ Silas. Nhưng tiếp tục là Q2 hàng không thể cầm thêm Silas nữa. Cú double kill pha cần 4 và có triple kill dành cho Lưu Bai. Có phải là Quara kill hay không đây? Lấy nội tại và còn đây trong là chắc chắn không đủ đam. Nhưng Q2 dứt điểm không có Quara kill. Và nó chỉ có triple kill ghi Manili KS. Chắc chắn là cần 4 được. Không cần đến Nidalee thì vẫn là một pha cần 4. Quá mãn nhãn đến từ cơ mưu của Lưu Bai. Và sức mạnh của con cơ mưu ba đồ lớn trước phút thứ 20 là quá sức kinh dị. Ăn thêm một cái trụ nữa khu vực đứng giữa và sau đó sẽ là di chuyển cướp hết rừng nửa dưới và cánh dưới luôn. Đón một quái lính cánh dưới luôn. Rồi Nidalee lấy cái quara cái quara rồi thì nhường bùa xanh thôi chứ còn chờ đợi gì nữa nhở. Rồi có bùa xanh quay lại chơi tiếp rồi. Có bùa xanh quay lại chơi tiếp rồi. Mục tiêu là Victor và Dujovic bóc phi thân. Một cú bắt e là có mạng luôn. Đã quét chiến thuật làm chậm thành công. Nhưng dính cái chiều trọng lực rồi. Bị làm chậm khá là khó chịu. Quyền lực thiên nhân đẩy vào giữ chân thành công sai lát. Không cần lưu bài luôn. Nidalee có được điểm hạ gục. Sát thứ 14 dành cho cơ mưu này rồi. Và tiếp tục là bắt choáng. Không có tầm nhìn. Vừa rồi thì nó không trúng vào dao vàng. Lưu bài đang rất khát màu. Ok sao bán. Cứ thích chơi trò mạo hiểm nhỉ. Đứng múa múa trước mặt cơ mưu đá nhẹ Q2 nửa cây á. Chúng sinh bình đẳng nha. Ăn cái giao thức chuẩn xác lần 2 là chúng sinh bình đẳng EQ2. Ôi đóng tới hộp thư đơn giản là xác thứ 15 dành cho Lưu Bài. Với việc là Espril dịch chuyển của học thì cũng không thoát khỏi lồng mà. Bắt móng vuốt luôn. Bắt móng vuốt hơi loãng. Không sao quả lấy trụ ba đường giữa và thêm một nhà lính nữa. Tầm này Lưu Bài cần hết. Victor thì chỉ cần một đá thôi. Tầm này một choáng với Dujovic phi thân là đủ. Sai lát trước không? Bắt choáng không thành công. Cầm rất nhiều tiền trong người đến từ Lưu Bài. Và anh ta đang muốn mua trang bị thứ tư. Sẽ là cái gì đây? Có mua giáp thiên thần không? Hay là thêm một xăng trang bị sát thương nữa? Bách về với 4.000 tiền. Đây là chấp 4k tiền nha anh em nhé. Không cần mua đồ luôn. Đó FF rồi. FF là rõ chứ cái gì đâu. Không cần mua trang bị thứ tư luôn đến từ Lưu Bài và đó là lệnh surrender đến từ các thành viên bên phía của team 2. Nhưng mà Lưu Bài đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại rồi.